Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Akira. Xác nhận khả năng Chelsea tống khứ Mori. Chính thức, Rafael Varane chia tay Man United. Chelsea ra giá khủng cho thần đồng người Brazil. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá sáng ngày hôm nay, cùng kênh Akira thưa quý vị. Kroos, Modric sắp rời Real Madrid. Theo Cardinalser, Toni Kroos không chắc sẽ ký thêm một năm với Real Madrid. Trong khi đó, Luka Modric có vẻ như chắc chắn sẽ ra đi. Bộ đôi tiền vệ kỳ cựu đều chuẩn bị ngồi lại với câu lạc bộ và thảo luận về tương lai trong tuần này, nhưng cả hai được cho là đều nhiều khả năng sẽ ra đi hơn ở lại. Xác nhận khả năng Chelsea tống khứ Mori. Dễ dàng khẳng định, Mikhail Mori chưa hề đáp ứng được kỳ vọng kể từ thời điểm cập bến Stamford Bridge. Vì vậy, trong suốt thời gian qua đã xuất hiện không ít tin đồn cho thấy Chelsea muốn thanh lý ngôi sao người Ukraine. Song, theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, thực chất thì The Blues vẫn tin tưởng vào Mori và hoàn toàn không có ý định bán đi cầu thủ này. Ký giả người Ý cho biết, Chelsea chưa bao giờ có ý định để cầu thủ này rời đi vào mùa hè hay bất kỳ thời điểm nào khác. Trong quá khứ, Chelsea đã tin tưởng Mori và bây giờ họ vẫn tin vào cậu ấy. Chelsea nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa thấy được những điều tốt nhất về Mori. Tất nhiên, sẽ mất thời gian, những câu lạc bộ tin rằng cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Thương vụ đó là một bước tiến khá lớn đối với một cầu thủ, cần phải nhớ rằng vẫn chỉ mới 22 tuổi. Làm quen với một đất nước mới, ngôn ngữ mới, cũng như một câu lạc bộ mới ở Premier League, giải đấu thường được cho là tốt nhất trên thế giới, sẽ thử thách quyết tâm của bất kỳ ai. Huyền thoại khuyên bay em bán Harry Kane. Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Haman đã chỉ trích quyết định chiêu mộ Harry Kane của Bayern Munich, thậm chí khuyên hùn sám bán tiền đạo người Anh chỉ sau một năm gắn bó. Harry Kane gia nhập Bayern với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng từ Tottenham vì 44 bàn trên 45 trận trên mọi đấu trường, nhưng hùng sám vẫn trải qua một giải đầu tiên trắng tay sau 12 năm. Bayern đã giành bao nhiêu danh hiệu? Họ thậm chí ghi được nhiều bàn thắng hơn khi không có Kane năm ngoái. Cậu ta nhận mức lương rất cao, kèm mức phí 100 triệu bảng. Bayern đã bán nhiều áo đấu, đó là thương vụ chiêu mộ siêu sao, nhưng tôi phải đặt câu hỏi, liệu đội bóng có vị trí tốt hơn khi giữ lại 100 triệu bảng còn Harry Kane được gửi trả về Tottenham hay không? Arsenal thăm dò khả năng chiêu mộ cựu thần đồng La Masia. Barca, Bayern Munich và RB Leipzig cũng muốn ký hợp đồng với Xavi Simons, nhưng mức giá đắt đỏ của anh có thể bớt đi những đối thủ trên bàn đàm phán. Simons là một hiện tượng trên mạng khi đang chơi bóng tại lò La Masia của Barca. Nhưng thay vì cố gắng chen chân vào đội một Barca, tiền vệ tấn công sinh ra ở Amsterdam đã đầu quân cho PSG. Mặc dù vài lần được chơi bóng cho PSG, nhưng thời gian qua anh chủ yếu được cho mượn trong màu áo PSV Eindhoven mùa trước và mùa này là RB Leipzig. Theo Sport, RB Leipzig đã gửi lời đề nghị chính thức để mua đứt tiền vệ này, nhưng PSG vẫn chưa đồng ý. PSG đã đưa mức giá 52 triệu bảng vào Barca, một câu lạc bộ khác đang quan tâm Simons thì không đủ tài chính để theo đuổi. Trong khi đó, các tuyển trạch viên tại Arsenal đã tiến cử giám đốc Edu cầu thủ này. Pháo thủ có tiềm lực tài chính rất lớn và số tiền trên không thể làm khó họ. Chưa kể trong thời gian tới, Arsenal sẵn sàng đẩy đi những cầu thủ như Emil Smith Rowe, Reece Nelson và Sdn Kentia để tái đầu tư. Jack Grealish trở về Aston Villa. Theo Football Insider, Man City hiện sẵn sàng bán tuyển thủ Anh vào mùa hè nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Báo cáo cho biết thêm rằng nếu cơ hội xuất hiện, Villa sẽ háo hức nắm bắt cơ hội để chiêu mộ cựu đội trưởng của họ, người vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ Villa Park. Donny van de Beek không về MU. Người đại diện của Donny van de Beek, Guido Abe đã xác nhận rằng thân chủ của ông sẽ rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, nhưng việc chuyển đến một câu lạc bộ Premier League khác không phải là một lựa chọn. Vâng, để tiếp tục đến với bản tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay, thì quý vị đang xem video, thấy hay thì đăng ký ủng hộ dùm em một đăng ký với nhé. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Ngã ngũ ác nôn đến Real. Theo Fabrizio Romano khẳng định, Real Madrid chưa hề từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ đang khoác áo Liverpool ác nôn trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 này. Tuy nhiên, các nhà báo thân Liverpool tuyên bố rằng không có cuộc đàm phán nâng cao nào về thương vụ này và hậu vệ người Anh cũng tỏ rõ thái độ muốn gắn bó lâu dài với The Kop trong tương lai, bất chấp việc Jurgen Klopp sẽ chia tay câu lạc bộ khi mùa giải khép lại. Al Ittihad để mắt tới Ter Stegen. Theo Mundo Deportivo, nhà vô địch Saudi Pro League 2023 Al Ittihad rất muốn chiêu mộ thủ thành Ter Stegen của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Thủ môn người Đức đã đặt bút ký gia hạn hợp đồng với Barcelona vào tháng 8 năm ngoái, có thời hạn đến tháng 6 năm 2028. Chelsea ra giá khủng cho thần đồng người Brazil. Dù mới 17 tuổi, tuy nhiên tài năng của Willian được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Thời gian vừa qua, nhiều đội bóng lớn đã đánh tiếng với Palmeiras để mang thần đồng người Brazil sang châu Âu chơi bóng. Trong đó, có thể kể đến Chelsea hay Barcelona. Đội bóng xứ Catalan tỏ ra vô cùng hứng thú với Willian. Dẫu vậy, tình hình tài chính khó khăn khiến Barca khó lòng có thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà đội bóng Brazil yêu cầu. Theo Quai Brazil, Chelsea chuẩn bị hớt tay trên Barcelona trong thương vụ này.
đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị lên đến 65 triệu euro cho Willian. Mức giá mà The Blues đưa ra quá khó để Palmeiras từ chối. Nếu lời đề nghị được chấp nhận, Willian sẽ trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất ở Brazil, vượt qua cả thần đồng En. Thật khó để Barcelona có thể so kè với Chelsea khi chủ tịch Todd Boehly tỏ ra vô cùng chịu chơi trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal mua Zizé. Theo một báo cáo, Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Zizé của Bologna. Pháo thủ coi anh là mục tiêu số 1 để kiện toàn hàng công trong mùa giải mới, qua đó tiếp tục con đường mở rộng, phát triển và nâng tầm đội bóng. Chính thức, Rafael Varane chia tay Manchester United. Cụ thể, trang chủ Man U thông báo Rafael Varane sẽ rời Manchester United vào mùa hè khi hết hạn hợp đồng sau 3 mùa giải gắn bó với sân Old Trafford. Mọi người ở đội bóng cảm ơn Varane và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Varane đã mang lại đẳng cấp và kinh nghiệm cho đội trong suốt 93 lần ra sân cho đến nay. Cầu thủ người Pháp cũng giúp câu lạc bộ giành được chiếc cúp lớn đầu tiên sau 6 năm khi vô địch Carabao Cup 2023 tại Wembley. Trong khi đó, Varane chia sẻ, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở sân Old Trafford trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà cuối cùng mùa này, trận Man U đối đầu Newcastle rạng sáng ngày 16 tháng 5. Đây sẽ là một ngày đầy cảm xúc với cá nhân tôi. Varane chuyển đến khoác áo Man U từ Real Madrid vào hè 2021 với giá 34 triệu bảng. Tại sân Old Trafford, trung vệ người Pháp nhận mức lương lên tới 340.000 bảng trên tuần. Theo ký giả Fabrizio Romano, giao kèo đôi bên hết hạn hè này, nhưng Man U quyết định không trao cho Varane một hợp đồng mới. Thực tế, chủ mới muốn thực hiện cuộc cách mạng, qua đó loại bỏ những cầu thủ có tuổi, nhưng chơi không đạt yêu cầu như Varane và sắp tới có thể là Casemiro. Khác với Varane, Casemiro còn hợp đồng nên Man U sẽ tìm cách bán đất. Phong độ của Varane mùa này rất phập phù. Có thời điểm cầu thủ người Pháp bị đẩy lên ghế dự bị trong nhiều trận đấu. Vấn đề lớn nhất của Varane nằm ở việc liên tục bị gián đoạn thời gian thi đấu vì chấn thương. Nhà vô địch World Cup 2018 không còn cho thấy năng lực hàng đầu. Không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của Varane. Anh là trụ cột của Real Madrid trong giai đoạn thành công rực rỡ. Ngoài chiếc vô địch World Cup 2018 với tuyển Pháp, Varane gặt hái 18 danh hiệu cùng Los Blancos, trong đó có 3 chiếc vô địch La Liga và 4 lần lên đỉnh Champions League. Hè 2021, Man U chỉ mất 40 triệu euro để mang về Varane ở độ tuổi được cho là sung sức. Khi ấy, anh mới 28 tuổi và đủ khả năng chinh phục thêm nhiều danh hiệu cao quý. Thế nhưng, mức giá 40 triệu euro đó không hề rẻ, chủ yếu do đóng góp hạn chế của Varane. Thật vậy, quãng thời gian của Varane trong màu áo Man U thường xuyên bị gián đoạn vì những chấn thương khác nhau. Ngay trong mùa đầu tiên cập bến Old Trafford, trung vệ người Pháp đã ngồi ngoài 95 ngày do dính 5 ca chấn thương. Chúng tôi chuyên tài khoản chạy sắp, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Và sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sắp thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sắp thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub, kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền, các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.